lên tuyển Argentina dự Copa America 2019. Ở mùa giải vừa qua, Mauro Icardi chơi khá tốt khi đóng góp cho Inter Milan 17 bàn thắng sau 36 trận. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với đội trưởng Lionel Messi, trước đó Icardi cũng không được dự World Cup 2018, nên chân sút 26 tuổi tiếp tục bị huấn luyện viên Lionel Scaloni bỏ rơi trong lần tập trung này. Ngoài sự vắng mặt của Icardi, Hầu hết những ngôi sao còn lại của bóng đá Argentina đang thi đấu nổi bật ở nước ngoài đều có tên trong danh sách 23 cầu thủ Argentina được huấn luyện viên Lionel Scaloni triệu tập để đến Brazil chinh phục Copa America 2019. Niềm hy vọng số 1 của Argentina ở giải năm nay vẫn là Lionel Messi, chân sút đã ghi 50 bàn sau 49 trận cho Barcelona ở mùa giải vừa qua. Dù đạt phong độ ghi bàn rất cao ở cấp câu lạc bộ và vừa cùng Barcelona vô địch La Liga, nhưng Messi vẫn chưa một lần giành được danh hiệu cùng tuyển Argentina, dù đã ba lần có mặt trong trận chung kết, World Cup 2014, Copa America 2015, 2016. Tại Copa America 2019, tuyển Argentina nằm ở bảng B với Colombia, Paraguay và tuyển nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar. Copa America 2019 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7. Trước khi lên đường sang Brazil tham dự giải, Argentina sẽ có trận giao hữu với Nicaragua. Tê Vĩ